Đau cổ vai gáy là tình trạng co cứng cơ vùng gáy gây đau nhức, hạn chế vận động khi chúng ta quay cổ, ngoái đầu hoặc là quay đầu. Triệu chứng đau đớn, khó chịu thường xuyên xuất hiện vào mỗi buổi sáng hoặc chiều tối. Cơn đau nhói, tê bì xuất hiện ở vùng cổ gáy, sẽ nhanh chóng lan xuống cả bả vai, làm cho cánh tay, cẳng tay và các ngón tay của chúng ta bị tê mỏi, nhức, rất là khó chịu. Những người làm công việc văn phòng, lái xe, lao động nặng thường mắc phải triệu chứng này. Một số bệnh lý bên trong cơ thể như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm, bệnh nào, ung thư vùng cổ, hay chúng ta nằm ngủ sai tư thế, thường xuyên gối cao đầu cũng là nguyên nhân trực tiếp gây ra đau mỏi vai gáy triền miên. Theo lý thuyết diễn dần, trên cơ thể chúng ta có những cơ quan bộ phận tương đồng nhau. Nguyên tắc là đồng hình, đồng thanh, đồng ứng và tương cầu. Nghĩa là những cơ quan bộ phận nào có từ ngữ, phát âm âm thanh giống nhau, có hình dạng giống nhau thì sẽ có công dụng chữa bệnh giống nhau. Ví dụ như chúng ta có phần cổ vai gáy này, cổ tay này, cổ chân này, thì công dụng chữa bệnh tại các vị trí vùng cổ này đều như nhau. Đồng hình như ở sống mũi của chúng ta đây, có hình dạng tương đồng với cả phần sống lưng của chúng ta. Hai cung lông mày này của chúng ta tương tự với hai cánh tay. Thì các anh chị tưởng tượng là khi chúng ta giang hai cánh tay này lên, thì hai cái lông mày này của chúng ta là tương trưng hai cánh tay. Thế còn cái ngay cái chỗ mà hõm đầu lông mày, cái đây ngay đầu cung bút đấy, thì nó sẽ tượng trưng cho hai cái phần cổ gáy của chúng ta. Thì chúng ta nắm tay lại, ngón cái cho vào trong, các ngón tay còn lại bao bề ngoài. Thì khi chúng ta nắm tay như thế này, phần cánh tay của chúng ta cũng là một cơ thể nhỏ đấy, thì đây là đầu này, cái phần cổ trỏ đây tượng trưng cho phần đốt sống cuối cùng đấy. Thì cái phần cổ tay này nó sẽ tương đồng với cả phần cổ gáy của chúng ta, tác động vào tay trái trước, sau đó chúng ta chuyển qua tay phải. Thì anh chị dùng ngay ngón tay cái này, chúng ta chả biết khu vực cổ tay, tìm cái vị trí đau nhiều nhất. Khi mà chúng ta đã xác định cái điểm đau rồi đấy, thì dùng ngón cái này chúng ta bấm và day trong vòng từ 30 giây đến 1 phút. Chúng ta có thể dùng đầu bút bi này hoặc là đầu bút inox. Chúng ta chà này đấy. Hoặc là chúng ta đặt ngay cái đầu đuôi inox ngay tại vị trí điểm đau đây. Chúng ta day 30 giây hoặc là để thẳng cái đầu bút này. Chúng ta nhấn nhanh liên tục bạn ạ. Chúng ta sẽ sử dụng hai huyệt bát tà của cái ngón giữa này. Chúng ta dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ của cái tay phải nhé. Chúng ta sẽ làm tay trái trước, thì tay phải chúng ta sẽ để giữ ngay ở cái vị trí gốc của ngón tay đây, cho hai vị trí hai huyệt bát tà đấy. Chúng ta day nhẹ, bấm nó hơi đau đấy. Thế những người mà đau mỏi cổ gáy thì bấm cái chỗ này là đau lắm, đau nhức, đau tấy lên tận óc luôn anh chị ạ. Chúng ta day bấm từ 30 giây cho đến 1 phút. Chúng ta cảm nhận xem cái triệu chứng ở đau mỏi ở vùng cổ gáy này nó đã nhẹ, nó đã bớt nhiều chưa. Mà chưa đỡ thì chúng ta lại tiếp tục chuyển qua bên tay phải làm nha. Cũng là tương tự như vậy, cùng con ngón tay giữa bạn. Và chúng ta dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ, chúng ta bấm vào dày. Có thể chúng ta dùng ngay cái đầu đũi inox này, chúng ta tác động vào, chúng ta gạch. Trước khi mà gạch thì chúng ta cũng nên xoa cho lấy dầu vào, cao vào cho trơn. Chúng ta gạch đây. Đấy. Bình thường thì nếu mà chúng ta không đau mỏi vai gáy thì canh chị trà thì không đau vậy. Nhưng nếu mà đau mỏi vai gáy thì đau lắm, đau nhức luôn. Chúng ta sau khi làm xong hai cái phần ngón tay giữa của tay trái và tay phải đây, thì chúng ta cũng cảm nhận thử xem cái phần vai gáy của chúng ta này nó bớt đau nhiều chưa. Nếu mà bớt được 30% là thành công rồi đấy. Ở đây dược sĩ Luân sẽ hướng dẫn các anh chị chúng ta tác động vào vùng sinh huyệt sơn căn. Theo diện trần đồ hình, vùng cuống mũi ngay phía dưới hai đầu lông mày của chúng ta là tượng trưng cho phần cổ gáy. Thì khi mà tác động lên vùng này thì nó cũng giúp giảm đau mỏi cổ gáy rất là hiệu quả. Chúng ta đặt hai cái tay ở ngay đây, chúng ta vuốt nhẹ, miết nhẹ lên, vuốt nhẹ lên đầu cuống mũi, sau đó chúng ta vuốt ngang sang hai cung lông mày.
Chúng ta làm một điều chỉnh là 7 lần như vậy. Chúng ta vuốt ngược lên thì cúi mũi, sau đó vuốt ngang sang. Điều chỉnh là 7 lần. Sau đó cảm nhận từ xa với phần cổ vai gáy của chúng ta. Nó bớt chưa? Nếu có dấu hiệu bớt thì chúng ta lại tác động thêm 7 lần nữa. Ta trà miết từ đầu lông mày, dẻo dọc theo cung lông mày 7 lần. Chúng ta sẽ tác động trực tiếp lên vùng cổ gáy bị đau. Thì trong trường hợp áp dụng phương pháp diện chẩn đồ hình trên mà chưa đạt được hiệu quả, chúng ta có thể tác động trực tiếp lên vùng cổ vai gáy bị đau. Thì chúng ta bôi dầu nóng hoặc cao, rồi massage nhẹ nhàng cái khu vực cổ vai gáy bị đau này. Sau đó chúng ta dùng các vật dụng sinh nhiệt như máy sấy tóc, que nhang, nhang ngải cứu. Chúng ta đốt lên cho chúng ta vừa hơ và vừa xoa bóp cái khu vực cổ vai gáy bị đau ấy, để giúp lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch huyệt đạo, giúp giảm đau cổ vai gáy hiệu quả. Sau đây là một số lưu ý khi chúng ta thực hiện chữa bệnh theo diện chẩn. Thì khi thực hiện chữa bệnh theo diện chẩn, chúng ta cảm nhận cơn đau thuyên giảm, bớt đau được 70-80% thì nên dừng lại, không nên làm thêm nữa. Vì nếu tiếp tục tác động sẽ gây ra tác dụng phụ là làm đau nhức trở lại, thì cái bệnh chúng ta không bớt mà lại còn đau thêm. Chúng ta nên xoa dầu nóng, xoa cao, giúp bôi trơn để dễ tác động và tăng hiệu quả chữa bệnh. Sau 8 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể tác động thêm một liệu trình nữa. Thế là sau 8 tiếng chúng ta có thể làm thêm một lần nữa. Như vậy là trong một ngày chúng ta có thể thực hiện cái phương pháp diễn chẩn này từ 2 đến 3 lận. Thì theo kinh nghiệm của dược sĩ Luận, chúng ta tác động khoảng 2 lần là đã đạt hiệu quả rồi.